Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin 141 trên sóng Đài Truyền hình Hà Nội. Những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự sẽ được chúng tôi gửi đến ngay sau đây trong phần nhật ký 141. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thưa quý vị, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trong trường học, các cơ sở giáo dục, Công an quận và Phòng Giáo dục quận Đống Đa vừa ký kết quy chế phối hợp. Hai đơn vị sẽ phối hợp đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào các nhà trường, các hành vi đe dọa, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của học sinh ở khu vực xung quanh các trường học. Để thực hiện hiệu quả quy chế này, ngoài trao đổi thông tin, hai đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và kiểm tra định kỳ, đột xuất các trường học, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong các kỳ tuyển sinh. Lại tiếp tục có thêm vụ vận chuyển sản phẩm từ động vật quý hiếm từ các nước châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam. Vụ việc vừa được lực lượng hải quan Hà Nội phát hiện hôm 30 tháng 5, thu giữ hai khúc sừng nghi là sừng tê giác và 20 sản phẩm màu trắng nghi là nanh hổ. Khoảng 17 giờ chiều ngày 30 tháng 5, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát hành lý nhập khẩu tại sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện một phụ nữ quốc tịch Việt Nam là hành khách trên chuyến bay QR834 từ Doha đến Việt Nam có mang theo kiện hành lý ký gửi có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, bên trong hành lý có một vali nhỏ đựng một máy hàn và trong ruột của chiếc máy hàn có cất giấu hai khúc màu xám nghi là sừng tê giác và 20 sản phẩm màu trắng nghi là nanh hổ. Được biết, chuyến QR834 bay xuất phát từ Mozambique và quá cảnh tại sân bay Doha. Theo lời khai ban đầu của nữ hành khách, hành lý này do một người tên Nguyên không rõ lai lịch sống tại Mozambique gửi về Việt Nam và theo thỏa thuận, khi về nước sẽ có người chủ động liên hệ với nữ hành khách để nhận số sản phẩm này. Vụ việc hiện đã được Hải quan Hà Nội bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Vào chiều hôm qua, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Địa Bàn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, khiến tuyến đường ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ. Vụ tai nạn diễn ra khi ô tô tải biển kiểm soát 18C04073 chở hàng nghìn vỏ chai bia thủy tinh đang di chuyển theo hướng Hải Phòng Hà Nội bất ngờ bị xe semi rơ móc biển kiểm soát 15C08398 đâm ngang hông khiến xe tải lật ngang, toàn bộ số vỏ bia trên xe rơi vãi đầy đường. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ va chạm khiến cả hai xe hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông trạm An Hưng và công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt thu dọn hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, một số phụ huynh đã cho đăng tải, chia sẻ những hình ảnh cho con em mình chơi đùa, điều khiển phương tiện như ô tô hay xe máy. Tưởng như đây là một hành động vô hại và họ có thể kiểm soát được các tình huống có thể xảy ra. Nhưng đôi khi, tới chính người lớn với đủ năng lực tham gia điều khiển phương tiện giao thông cũng còn có thể mắc lỗi, xảy ra tai nạn. Việc làm này không những gây nguy hiểm cho chính bản thân các bậc phụ huynh, cho các em nhỏ mà còn cho cả những người lưu thông trên đường. Nhìn thẳng đường chứ. Đây là hình ảnh một bé trai 3 tuổi ngồi trong lòng bố, cầm vô lăng lái ô tô lao vun vút trên đường phố đông đúc, khiến người xem không khỏi rùng mình. Sau đó, người mẹ của em còn đăng tải, khoe hình con trai lái xe trên mạng xã hội với giọng đầy tự hào. Không chỉ có cháu bé 3 tuổi này mà đã có khá nhiều loạt hình ảnh các em nhỏ khác lái xe được các phụ huynh chia sẻ một cách thoải mái, tràn lan trên mạng xã hội, dù đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 46 năm 2016 của Chính phủ thì quy định là người giao xe cho cái người không đủ điều kiện lái xe sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, cái người giao xe còn có khả năng sẽ bị xử lý hình sự theo cái điều 264 Bộ luật hình sự về tội là giao xe cho người không đủ điều kiện nếu trong trường hợp gây tai nạn. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người điều khiển phương tiện, các em nhỏ và cả những người tham gia giao thông, người lớn, các vị phụ huynh cần giữ không để các em tham gia nghịch đùa khi điều khiển ô tô, xe máy khi tham gia giao thông và tuyệt đối không giao xe nhường tay lái cho những người không đủ khả năng điều khiển phương tiện. Đến đây bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.